Bữa nay mình hai chỗ đặt. Có mưa nè. Lại xong chiều nay mưa đi. Tranh thủ anh em ơi, giờ chiều mưa rồi kịp nha. Ngay cái chữ A rồi đi. Đợi đi. Không biết làm sao đây. Mày kiếm lửa đâu dữ vậy trời. Sao chui đó làm ổ xong quá. Chỗ này cái anh Tông dữ lắm hay sao? Cắm vừa vừa dở hồ hồ cắm không nổi nữa. Lên bờ đứng này. Đứng trên sông có bể. Dữ lắm cái anh Tông à. Kéo qua cái. Ừ. À, ok, lắm. Mấy cái đường này cắm cái lạp này im lắm ha. Vừa cắm lắm. Vừa cắm lắm. Rồi đóng tiền là ngay xong. Thứ này nè, phải quên. Có vắng có lương bòi ra hết. Mình phải, mình phải thay đổi liên tục vậy đó. Giờ cái lũng lỗ gì ta? Không. Bên kia kìa, cho có tay kìa, lũng lỗ nhỏ. Bên kia, à. Bên kia. À. Ừ. Sao? Thẳng mới được cái xong. Sao xuống đi, cao vậy? Ừ. Đơn giản vậy là xong. Ngày mai cá là chạy cái đường này cho thấy cảnh. Có em xuống chưa hả? Rồi. Mau chứ hả? Vậy nhặn nhặn xuống lụm. Đất này cá lồng tông thấy là hồi đó nhỏ nó lự chứ. Thôi xích gỡ ra mà đổ. Thôi đặt dài trong kia thôi xong. Cứ một cái 4 cây rồi chết. Còn hai cái nữa về 8 cây nữa. 4 cái nữa. 3 cái nữa. 3 cái nữa hả? Ừ. 3 cái nhỏ nữa. Buổi chiều rất là yên tĩnh cả nhà ơi. Nó đủ 12 cây chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 cây nữa. Giúp thêm 4 cây nữa là được. Đất này là múc và chạy vòng vòng luôn phải không xong? À, tới cái tàu đất của nó hay gì? Chỉ là đường nước đằng kia. Ừ. Rồi đặt mấy chỗ đường nước mới đã đó. Cá chạy gần trước à. Chạy dở xấu nữa hả? Đây xong, ta chậm mít thứ ghê không? Đây xong đây. Đây. Đất này không biết có tép không mà chứ cá lồng tông thì vô địch thiên hạ đó. Vừa ha, cho cái đường này vừa chào đặt ghê ha. Để qua đây cây luôn. Thượng bên vậy nè. Chọt. Rồi. Dây sáu mình đem theo đâu? Này mình chơi thiên nhiên đúng không? Có gì chơi nấy luôn à. Ngoài á đừng cục cục cái. Rồi, được rồi. Kỹ chưa? Rồi. Vớn đặt hiệu quả ghê trời, mau cấp kỳ ha. Cái gì vậy? Nè. Dù gì? Đặt mau á. Ảnh nó nhỏ đặt mau á. À. Tiếp tục thôi. Mày có chỉ nhúc chân này xong. Mày cắt cho bọn ăn được này xong. Lâu quá. Ừ? Lâu lắm.
anh tổng chạy kìa. Trời ơi, xa xa. Ơi, nó vô vớn mình hết chứ đâu. Bốn cái này mà đặt ở đây là nó chạy hết cá hay cái mưa này luôn á. Nếu mà mưa cái mưa là chạy hết hầm luôn á. Cá hầm tông á. Ok. Không xui. Còn cái nữa phải không? Ừ. Cái này túng cỏ hả ba Út? Đây vét được bao không? Ở đây vét được bao không? Hôm nãy chắc không đâu. Nãy quý nó kêu hốt cỏ đó. Dạ. Dạ. Đằng kia đặt cái nữa xong rồi xong ơi. Chỗ cái dòng đằng kia. Kiếm mới cá khô khô. Đồng tông cũng hỉnh. Thấy cái nhà đẹp quá chạy vô. Thấy cái bự hả? Giờ mà con mình có bốn cái cây sao giờ làm ăn gì? Vậy là mình đem dư cái phải không? Bên đằng nó hôm qua có chỗ đặt im mới xong, qua đặt đi xong rồi. Muốn ngon rồi. Muốn này mà bắp gỏi một cái. Đây này xong ơi. Ừ. Phải cao, phải môn quá cả nhà. Đó, anh đây chỗ này cái là ngon lành luôn nè. Đây nè. Hử? Đây không? Tính vũ trên này nè. Đâu? Đây nè. Đó. Mình lấy chỗ đó đặt nha. Ừ. Đi. Đi bờ này. Bờ đó, đi đi thẳng bờ đó đi đi. Anh đi bên đây còn sao? Đi sao? Cây cấm. Có phải mì kìa. Đây đứa ơi. Mương đó hả? Mương bên đây. Mương bên đây cứng ngắc rồi xong rồi. Ê chào, chặt hai mương, hai cái hai bên luôn đi. Ừ. Mình chuẩn bị cây luôn ha. Đây là cái cuối cùng cả nhà ơi. Cũng chiều rồi, cái gì vậy? Trời đất ơi, chị thối rồi. Tụi nó còn chín, còn sống. Đỡ lại liền ha. Được. Ơi, còn ăn được quê. Còn ăn được. Thì ăn được. Uống trời. Xong nấu này biết. Gì gan. Uống không? Dũng luôn. Rồi đưa đưa. Cái này bự nè. Đưa hai cây luôn. Cắm thẳng một cái bự ấy luôn đi. Cắm ngoài đó luôn đi. Có cần em nói thêm cây không lại? Thêm cây không? Ừ. Cây nữa không? Thiếu cây rồi. Cắm kiểu này nè. Thắng không? Thắng không? Thắng không? Thắng không? Tứ đầu hả thầy? Chiều tập thể dục ha. Bắt cái gì? Tép. Tép. Dạ. Đó. Mới đặt. Em đi luôn. Cái nhà thôi tin không, mới đặt xong là cá nó chạy rồi nè. Thiếu vài cây cắm á. Cái nhà coi nè, mới đặt xong là cá nó vô rồi đó. Đó, cái đầu vớn cả nhà coi kìa. Vừa đặt xong là có cá luôn. Rồi anh em mình về.
anh em lúa về mai mình đi thăm nha cả nhà, coi tình hình như thế nào. Trong tối nay mưa một cây đi, tối nay mưa một cây một cái nữa, cá nó chạy cho coi. Rồi anh em mình dây dịp thôi, chuyện này mới nói chuyện nào, hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Nhau gần chuyện này nè, đi đường nào cũng được. Em bao giờ mà cố về mình đi thăm, mai mình đi thăm. Không phải đặt đi tặng bụi con súng cá nó thấy đẹp đẹp luôn phái không? Ừ. Mưa đi em ơi. Trời ơi, tối nay nóng quá à. Tiếng quá trời tiếng mà. Sáng sớm cả nhà ơi. Anh em đi thăm đây. Bữa trưa nay ra sao nữa. Cái tiết con dịch kêu là giá chim kêu người ta. Con nữa. Giờ mướp bông sáng rưới ha. Giờ mình đi ra cái đường này là mình đi thẳng dỡ cái này trước đi ha. Đi, cái bọc đó dỡ đây cái đi về luôn. Về luôn hả? Chứ đi đi vòng 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 cái cua. Chứ nói dỡ ngày ra đi. Ừ. Đây nè, đi dỡ đó cái đi qua đó cái này dỡ đi về luôn. Ừ. Tiếp bông ha. Nào ở đây bắt ông bầu ngâm rượu với xong. Thì chứ bộ, ông bầu ngâm rượu uống chị nhất mình đó. Thì nó nhóc chân thấy không? Nó đeo đeo kìa. Này lấy cái vợt á. Ừ. Đeo vậy nè, vô cái chụp luôn. Nhóc có trơn kìa. Lấy cái bọc chụp vô luôn á. Mà nó cũng như chì làm cái dành. Ừ. Nhóc trơn luôn rồi. Hai cái bự này sao cái cả nhà ơi. Hôm qua hôm qua mới đặt xong rồi dính nó ra xong. Trời như cái đây phải không? Ừ. Giờ tính đi trước. Mua thứ cái nào có. Có một xiên có quá. Đá nhẹ quần ơi. Bé thì. Bé quá. Vừa thả tông nó vậy ơi. Đi lắm rồi kìa. Ướt sạch trơn luôn rồi, sáng sớm ướt sạch trơn luôn rồi. Điện thoại. Điện thoại. Thôi bỏ nhà rồi. Hôm nay đi giỡn mà. Và xong nói có cái bông súng đó, đó là vô. Sao đây, sao đây? Thành quả của mấy anh em đặt hồi chiều hôm qua. Nước này dịch ha, có cái chán nè. Ừ. Này cái này mương ấy mà. Mương thả mà. Vô. Nặng không? Nặng không? Biết được. Cá nha. Nhỡ nha. Cái đầu tiên cả nhà ơi. Lượt lên lượt. Lượt cho bá. Ở cá gì nó nhíu nha. Cá nghĩ không mà ba. Lên bờ. Con lươn này nó hay lắm á. Lươn này cũng được xong ơi. Nó bắt lươn ra đi. Con cá gì trời. Bắt lươn ra trước hả? Bắt lươn vô dính lưới đi cho nó dễ. Luôn. Nó ụt đó, nó ụt đó, nó ụt đó. Giờ ụt xuống dưới ấy. Từ từ, từ từ. Giờ này dài mà, kéo kéo lên đó, lên đi. Rồi rồi, vô rồi, vô rồi, rồi rồi. Đúng chưa? Rồi, rồi xong đó. Ghê hay à, hứng liền à. Cái gì trời? Hứng liền cái được. Sơn cái gì á. Cái này sao đủ kho á. Ủa sao qua mới đặt chạy. Qua chạy mà. Cái này không nhỉ? Cái gì trời? Nên cũng có con lươn rồi, được rồi. Cái sơn gì xong rồi. Ừ. Cái cá này nó lần mình kéo mương này cá biết nhiêu cá nữa. Cái này để gì luôn ăn luôn. Đó cái nó. Mà không tép không nhiều ta. Bịch con lươn ngon rồi cả nhà ơi. Con lươn. Con lươn là quý rồi. Rồi tới cái bên này. Ê. Có gì vậy? Có gì kìa. Ôi đồ 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 đó. Ê, ui răng ra xong ơi. Răng kìa. Không ăn, không ăn. Không hành gì á. Không hành sao ơi. Không hành rồi. Chạy xuống luôn chạy. Không hành, không hành. Ừ. Chà bả gì đó, bự. Bự lắm bự. Ngon ngon. Chỉnh nữa, chỉnh nữa.
lớn. Gì? Dầu cái không? Cái đầu nó dần dần nhá, bự bự không tới dầu cái đâu. Trời ơi. Thấy cái đầu không? Đội trời đã rồi, dữ lắm đã rồi, dữ lắm đã rồi. Trời ơi bự. Im quá, im quá im. Có mấy cái gì nó đỏ nữa à? Hờ, thấy cái nhóc trơn luôn kìa xong ơi. Trời rắn bự cái trời. Cái ký luôn á. Đúng rồi không? Ở con cái gì đuôi đâu quét rồi kìa. Cái dầm. Cái dầm. Cái dầm. Trời trời bự xong rồi xong. Mày tới số mấy ơi. Trời nhắn có hành. Ôi trời. Nửa ký không? Gì? Trên. Một ký lô trời. Ơi. Ơi sao nó ụt. Ụt. Nát mẹ luôn kìa. Chạy chân. Nhồi nhồi vô ba. Tiếp đi cái cho nó lành đây. À, cầm rồi sao trời? Ở đây tép dậy nhiều hơn. Ta ký á rồi. Ký à. Ngon. Ê ngon kìa. Chút xíu nữa à. Chút xíu nữa à. À không xong là xong luôn à. Rồi sao đừng trời. Cầm luôn hả? Cầm luôn đi chứ kiếm cái gì bây giờ, cái này có cái gì đâu. Cởi cởi cái áo lời ra bọc luôn. Sao có kỳ á? Xỉn nó xong ơi. Lâu nữa rồi. Ê bên đây tép nhiều hơn nha. Trời rắn đã. Còn nó cắn mày trời. Nó là này ít chịu cắn à. Tép ngon ngon. Ngon trời. Xỉn nữa xỉn nữa. Đi ra ngoài thôi. Ê sao cho nó vô vậy? Hay gì vậy? Xuống nước ra nãy hồi là không có con gì ăn luôn á. Ê chạy rồi ha đầu chứ mấy con góc bằng nó ra á. Ừ mấy hàng hồi đó lâu năm lắm mới xong đó mình bơm chuột nhá không. Ừ chuột mà tới nỗi mà hết xăng luôn mà nó chưa thấm nó giống này hiệu quả ta. Mình ở đây vài bữa đi. Ngập nhắn mà bay xuống rồi mình không biết xuống cột. Thôi đi luôn, đi bên đường này luôn. Đi, đi lên. Vào rồi các nhà ơi. Có chừng nó lại nó ra cái gầu luôn nữa rồi. Thế lú cái đầu lên. Lên hô trình đồng nội rồi. Đúng rồi, đầy chứ. Cục thùng vậy, cứ có cái rắn ha. Nè, mấy bò này ra nè. Lắm rồi. Thôi. Quá im ở nhà ơi. Con. Lúa đang sao để quan sát à? Bọc cái vụ vô hết trơn à. Lú cái đầu lên trời ơi đã hồi trắng giờ vậy á. Tiếp tục mấy cái kia chắc cá nhiều quá xong rồi. Con khác sao? Con gì trời? Con nhát. Con nhát. Đứng ngồi ha. Cả nhà có kìa. Đứng thế thế kìa. Thủ. Rồi chạy ơi. Khôn ha. Khôn ha. Đụng cục đất cái này chạy nha. Sáng sớm nhà thấy đẹp không? Lấy thằng một ước bình được rồi. Hai thằng mới chịu à. Ham ham. Bọc cái gì cũng ra kìa. Hôi gình luôn ha. Đi sao nghe không? Hôi thằng luôn. Hôi một hồi nách quá. Lời thôi nắp em. Đúng rồi này nắp ngon rồi. Tới rồi, tới rồi. Sao đây cả nhà ơi? Có con gì hụt xuống nữa kìa. Có con gì đó hả? Cốc. Hết quá. Cốc. Sao đây, sao đây? Có cái con gì dính dớn lắm nè.
lâu con cóc quá. Tán con rắn nó đi cả nhà ơi. Chuẩn đi ngay lại. Mười mốt mình đem cái gì hay cái giọng ơi xong ơi. Lần nào cũng có rắn hết trơn á. Đem đi không có mày ghê. Ôi ơi con ếch. Ếch không? Bự không? Ếch. Đúng đời không lại. À nói mà. Ủa gì mày? Thì tôi lú cầm chưa? Hết lút đồ lên lặn suốt mà. Hòn ơi. Bữa nay hàng khủng quá qua nhà ơi. Mỏ bị gì vậy? Hàng khủng không cả nhà ơi. Đâu. Lấy cái vỗ thôi. Lấy cái vỗ thôi. Con lương đó. Con lương lại, con lương chí lại. Đi. Bự ra đi. Ủa đây mương này có thép chạy. Có chứ, cái con tông nắp nè. Thế là đủ khô rồi cả nhà ơi. Thôi. Cá hồng tông thì mình có khô, còn rắn thì mình làm cái món khác. Rắn này em lấy buổi chiều. Một con ếch nữa cả nhà ơi. Ếch ụt chốc mỏ trong mẹ cho mình. Ngon ngon. Hay cả nhà. Hết đồng. Chưa dở chưa biết đâu bạn ơi, dở lên vừa mới có biết được. Cóc à. Này có thấy tướng nó cóc không à. Cóc à. Có chừng rắn này lại nó ụt ra không? Dạ, con còn tự. Dầu nữa rồi. Không chắc nó ếch nha. Dễ gì vụt. Còn nếu vụt là mất. Không lấy còn, đi bờ ếch luôn đi. Đây là sao? Đi đây cho nó dễ đi. Bên này cũng luôn không được hết. Hết nữa không, hết nữa không. Rồi cá nó vậy, nhông. Đây. Lên tìm. Lên tìm cái gì trong đây, trong đây. Như lắm một kìa. Hay là động. Có cá. Từng trong đây nè. Từng hay là con ếch nữa đứa. Giật cái giật kiến á. Con ếch nữa chắc giàu luôn á. Ếch nữa cầm không được á. Cầm không được cũng ráng cầm cả nhà ơi. Có cái vỗ rồi lại. Trời ơi thép. Dữ lắm thép rồi. Đúng rồi, con gì á. Thử lắm thép luôn rồi ơi. Khoan, lúa cành rắn kìa. Kìa, tự nhiên lên. Lọt không ta? Thôi tép. Nó có dặn ngạnh đó xong rồi. Đem dặn, đem dính dữ ha. Thôi tép. Tép, này vừa tép ghê ha. Tiếp tục nổi ha. Cái nhà anh trắng phiếu rồi nhà ơi, nè. Không ăn cua. Cua này giống cua gian, có cua trắng là cua ấy đó. Của mình đó. Rồi. Còn 1, 2, 3 cái nữa. Mấy giớn này chạy ếch là ếch bự không à. Sao? Rồi, đi. Cấp mấy cái này coi làm sao. Thiệt tình, có mấy cái giớn này ăn không bao giờ hết. Chiều nay làm gì vậy? Chưa biết. Làm gì vậy ta? Lẩu đi. Lẩu rắn nữa hả? Lẩu rắn nè. Có ăn lẩu rắn nữa đâu hả? Nó mình ăn rắn nướng mà. Nó mình hầm mà. Ừ. Hầm. Lẩu không? Lẩu. Lẩu đi, lẩu bồi bổ đi. Đây chơi. Cũng có đây nè. Có đường nào ăn hết chứ. Trời ơi tép xong rồi mới dở thấy nhóc chơi nó xong. Đó. Ít nhiều tép nữa. Thôi, dữ lắm tép rồi. Rồi xong ơi. Tép ốc cục nữa bà ơi. Mà cầm con rắn lại mới được. Sao tép không vậy ta? Mình tưởng nó kẹt cá hồng tông nhiều ha. Không đây cả nhà coi nè cái tép nhiều ta. Cái 100 gram á.
nè. Con mới bự bự luôn mà. Ừ. Quá trời tép luôn. Vô. Nó thấy vậy mà hầm này tép dữ ta. Con rắn hấu hành nó hiền lắm cả nhà ơi. Trừ khi mình làm cho nó đau dữ lắm rồi nó mới quất mình thôi. Tiếp tục. Cái này nè, vô cái chủng nè. Nó nhiều nè. Xong đặt về cái anh em chia cho hưởng mới về cho mấy bà xã bà làm. Cái này dưới cái bên đây nữa là hết rồi. Làm con ếch nữa coi. Cũng bị gian vậy đó. Thì đi đi. Cũng có giật cái xong. Chắc có tép cũng bị gian vậy. Sao im ngu vậy? Mưa này mà chỉ mai chạy không chạy lương ha. Có tép gì mình làm bánh xèo. Thấy không? Mình tép nhóc rồi. Ít luôn ơi. Cái này ít hơn cái này nãy. Ít. À, gió vô. Tài dịnh rắn tay. Xong có bắt ngang. Hồi lúc sau cái lặn cái mệt luôn á. Ra đây mình lâu về lắm á. Lấy máy dầu qua bơm. Cái này gì mà ít trời. Cái nào mà mình nghĩ nó nhiều á thì nó là ít. Mà cái nào mình nghĩ nó không dính nhiều á là tại nó dính là nó dính nhiều. Ngược không à? Ngược đời ra. Vậy là mình đổi phong thủy thành công đó xong rồi. Xong rồi. Lời. Thấy bầu im im rồi. Đi, còn cái nữa phải không? Ừ. Cái nữa này. Tép bữa này tươi xanh luôn. Thường thường á nước nó đục là tép nó trắng phiếu vậy đó cả nhà. Quá ngon, quá ngon. Hết hồn đủ trái thì chứ. Quá trời ta. Rồi bài tới xong ơi. Nấp. Hồi nhỏ gặp bye bye là bu nhau coi. Đây là cả nhà ơi. Nào giờ cả nhà có gặp bye bye chưa? Đâu rồi? Quay không thấy. Cao lắm ơi. Ở đây nè. Không thấy. Đây, máy bay cả nhà có thấy chưa? Bay ghê á. Vào kế bên luôn trời. Thấy người ta nhìn xuống gặp mình luôn á. Hello. Người ta chào á. Kêu thấy ghê quá ha. Cái bài nào mà là bài là đà là dưới đây nè. Có cái bộ bờ đó là bài hấp đủng luôn á. Thằng bài hấp đủng à. Chúng đi tham quan quan sát vậy. Sao? Con lươn bằng đùm tay luôn. Ôi ơi, đâu? Lá. Đâu? Đâu? Đâu liền ha. Thiệt không? Thiệt. Đâu vậy nó coi? Đâu có nó dốc đâu trời. Mình chết rồi. Ừ. Trời ơi. Uổng hả? Mới ngập. Uổng. Ủa sao ngập được ta? Dồi tối nước lớn nè. Nước này nước ra vô mà. Uổng vậy. Trời ơi, con lươn ơi, uổng. Mới chết xong rồi, dạ. Chưa cứng luôn. Đúng rồi, con lươn không ú. Ui. Cái này cái ngày lươn với ngày rắn. Lươn rắn. Nữa, con cá bông bông sọc sọc nữa kìa. Mấy bạn nói cá bóng tượng. Đâu? Nhưng mà cá gì á, cá sợ ống tre gì đó.
Có người nói thông thường có người không che vậy. Dạ. Con lươn này nó chưa cứng luôn xong rồi. Đây cảm nhắn hay sao lại. Ở đây nó đi. Rồi. Bữa nay là anh em thành công. Là kiếm ăn được. Con lươn làm khô được không xong. Lươn làm khô hả? Cái nhóc phải có chút xíu mà. Nó chết ăn đâu có ngon đâu. Ủng ha. Mình ở nhà cậu giọng con nha. Con nè. Con hả? Bây giờ. Đi về. Thôi đi. Mình về. Chào cả nhà nha. Chào. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Bữa nay anh em thành công lớn nữa rồi. Bye bye cả nhà nha. Chào cả nhà. Bye bye. Chào cả nhà luôn à. Cầm hết bài được.